Các bạn đã quay trở lại với Beta Thanh Long. Vâng, thưa các bạn, đầu năm 2020 cho phép mình gửi tới tất cả các bạn, cô dì, chú bác, anh chị em lời chúc mừng năm mới. Chúc cho mọi người năm mới vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Vâng, thưa các bạn, thì bên đầu năm mới, nên cái dịp này thì mình nghĩ là mình cũng sẽ tổ chức một cái dịp để tặng cả cho các bạn. Thì thể lệ như thế nào thì các bạn hãy theo dõi tiếp nha. Mình sẽ nói thể lệ vào giữa video. Thì trên màn hình của các bạn là cái dòng Nemo phân mảng mà hiện tại mình đã lai tạo tới đời F5. Thì hiện tại cái điều mình muốn đó các bạn là mình sẽ lai tạo làm sao để cho nó ra đời những cái chú cá ha. Form nó phải vừa đẹp, màu nó phải vừa đẹp, mà mảng nó phải sắc nét. Như các bạn thấy cái con này nè, một bên nó chưa được sắc lắm, một bên nó tạm sắc và một bên nó chưa được sắc lắm. Sắc cái nét á, cái màu nó phân mảng chưa được sắc lắm. Thì mình muốn cải thiện làm sao để cho màu phải lên thật là đậm, form phải đẹp và mảng phải sắc nét. Đây là mấy con mái của Nemo phân mảng, thì các bạn nhìn thấy màu nó phân nét cũng tương đối ổn rồi ha. Thì mình cũng cố gắng làm tiếp tục thôi các bạn. Tại vì thật sự mà nói, để mà thuần một cái dòng cá thì nó không phải là đơn giản. Thì hiện tại mình mới làm tới đây F5 thôi, thì cũng đang cố gắng từng bước. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi, ủng hộ mình và chờ đón cái thành quả ha. Bên cạnh đó thì trong cái thời điểm này mình lại cũng tiếp tục nảy ra một ý tưởng mới là ở cái vấn đề ở đây. Như các bạn nè, như các bạn biết á, những cái dòng lột như là Coin Nemo hay là Fancy hay là Galaxy á, thì cái tỷ lệ cello trong bầy á bắt buộc phải có ít hay có nhiều thôi, bắt buộc phải có, chứ đừng nói là không có ha. Ai mà nói không có thì mình chắc phải xách khăn gói qua bên đó tầm sư học đạo, chắc chắn là phải có. Vậy thì khi mà chúng ta nuôi 100 con á, nếu như tỷ lệ cello nó rơi vào tầm 30 con thì còn coi như là còn vớt vát được ha. Chứ nếu như mà nó rơi vào tầm 50 đến 70 con cello thì coi như là toang. Cho nên làm ra những cái dòng cá mà lột như thế này á, tỷ lệ nó loại trừ rất là khủng khiếp. Chính vì vậy mình đang có một cái ý tưởng là làm sao để có thể thuần và lai tạo ra một cái dòng Nemo mới ha, mà bỏ qua được cái khâu lột. Thì đó chỉ là ý tưởng trên cái suy nghĩ của mình thôi, còn việc làm được á phải nói là rất là khó. Nhưng mà theo như mình nghĩ, nếu như chúng ta có ý tưởng và chúng ta quyết tâm thực hiện thì có thể sẽ thành công. Tại vì không có gì là không thể hết các bạn ha. Thì đó là cái mục tiêu mình sẽ hướng tới. Và mình đã cho lai tạo ra cái bầy đầu tiên rồi. Tầm khoảng 2 tháng nữa là sẽ có kết quả. Khi đó mình sẽ up lên cho các bạn xem. Dĩ nhiên là một đời không thể nào ra được các bạn ạ. Nó phải tầm nhẹ nhẹ cũng phải 4-5 đời. Nhưng mà cái chiều hướng á, nếu như nó có kết quả thì cái chiều hướng đời thứ nhất, đời thứ hai là mình nhìn mình sẽ biết ngay ha. Đó, giống như là nó lột như vậy, nó loại trừ rất là thấp, cho nên mình làm sao cố gắng. Rồi, bên cạnh đó thì nhân dịp đầu năm mới mình sẽ tổ chức một cái mini game để tặng cho anh em. Thì thật sự mà nói, không biết tặng một cặp cá Beta Nemo phân mảng, cặp cá tơ. Đầu tiên tại sao mình tặng cặp cá tơ là vì để cho anh em về anh em nuôi, anh em có cái cảm giác trải nghiệm cái sự phát triển của nó, trải nghiệm cái màu của nó từ cái lúc mà nó đang phân mảng mờ mờ, giống như cái con to này các bạn này, con này, con ở trên á. Đầu tiên cái mảng nó chia hơi mờ, nhưng dần dần nó càng lớn thì cái màu nó càng rõ nét hơn ha. Đó, để cho anh em trải nghiệm điều đó. Thì đầu tiên cái việc suy nghĩ ra cái thể lệ trò chơi mình cũng chả biết suy nghĩ làm sao, cho nên thôi mình chọn đại một cái thể lệ như thế này. Bất cứ ai đều có thể tham gia, các bạn có thể sử dụng chính ặc phụ, nick chính, nick phụ, hay là nick Facebook của gia đình bạn bè gì cũng được, tại vì đầu năm vui là chính các bạn ạ ha. Thì phần thưởng là một cặp, một trống, một mái Nemo phân mảng còn tơ ha. Thể lệ tham gia là rồi, thôi để bây giờ mình lấy cặp cá ra cho các bạn xem, cặp cá phần thưởng ra cho các bạn xem trước đi, xong mình sẽ nói thể lệ tiếp ha. Ok các bạn, đây là cặp cá mà mình sử dụng làm phần thưởng cho mini game lần này. Đây là một cặp cá gồm một trống và một mái cá tơ Nemo phân mảng. Thì sở dĩ mà mình muốn tặng cá tơ cho các bạn á là để cho các bạn mình muốn cho các bạn cảm giác được cái việc nó lên màu sẽ như thế nào. Việc chăm sóc một con cá từ lúc nó còn nhỏ tới lúc nó lớn nó sẽ thú vị ra sao nếu như mình chăm sóc ra một chú cá đẹp. Chưa kể tới cái việc các bạn lai tạo ra một con cá đẹp và một con cá mới lạ, điều đó nó hạnh phúc vô cùng ha. Thì đây là phần thưởng. Thì thể lệ tham gia thật sự mà nói mình cũng suy nghĩ và cũng không biết phải nên chọn cái thể lệ như thế nào thôi, cho nên mình đành chọn đại là như thế này. Cụ thể hôm nay là ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022, thì mình sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của đài Thành phố Hồ Chí Minh
vào ngày 12 tháng 2, tức là ngày thứ bảy. Hôm nay là thứ năm, ngày mai là thứ sáu, ngày mốt là thứ bảy ha. Tức là mình căn cứ vào kết quả xổ số của đài thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày mốt ở giải 7. Giải 7 là giải gồm có 3 chữ số ha. Thì các bạn hãy comment 3 con số các bạn thích. Nếu như tới chiều ngày thứ bảy cái kết quả xổ số nó ra 3 con số trùng với 3 con số của các bạn lựa chọn là các bạn thắng giải. Trường hợp như mà không có bạn nào comment chính xác 3 con số đó thì mình sẽ căn cứ theo ai gần đúng nhất. Trường hợp như có cả hai người gần đúng thì mình sẽ căn cứ theo ai là người comment sớm nhất ha. Thì đó là cái thể lệ tham gia mini game. Các bạn có thể sử dụng tất cả những tài khoản YouTube của ai cũng được. Nếu yêu thích mình thì hãy ủng hộ mình thêm một đăng ký là ok ha. Thì rồi, đó là cái thể lệ tham gia mini game. Bên cạnh đó, sẵn đây mình cũng gửi vài lời tới một người chú ở bên Mỹ. Vừa rồi, cách đây khoảng 2 tháng, chú có điện cho mình. Cũng muốn mình chia sẻ cho vài cặp demo phân mảng để về bên đó chú chơi. Nhưng mà cái thời điểm lúc đó nó đang là mùa đông, cho nên chú không thể mua về được. Cho nên chú dặn mình là tới khoảng đầu tháng 2 con quay lên cho chú xem. Có gì chú gọi điện cho con. Thì sẵn đây thì con gửi vài lời tới chú là đó, nhưng chú biết là cái dòng demo phân mảng con làm á, là cụ thể cái mục tiêu con muốn á, là những cái bảng màu nó sẽ phải thật là sắc nét. Trong trường hợp nó không sắc nét, sắc tưng sờ tưng á, thì nó cũng phải tương đối, phải ra mạng. Đó, thì chú chỉ cần nói cho con biết cái yêu cầu của chú là gì. Yêu cầu của chú là mảng phải thật sắc, hay là tạm chấp nhận được, hoặc là sắc chia thành mảng cũng được. Đó, tức là chú chỉ cho con biết cái yêu cầu của chú như thế nào, thì con sẽ giúp chú lựa chọn cho chú những con cá. Tại vì các bạn ạ, chú là người của thế hệ trước, chú không có sử dụng tài khoản Zalo hay Facebook, cho nên mình không thể nào gửi hình hoặc là video cá cho chú lựa được. Chính vì vậy chỉ có thể thông qua YouTube. Chú xem YouTube thì chú nếu nghe những lời con nói thì chú hãy gọi điện cho con ha, và nói ra cái yêu cầu của mình, và con sẽ cố gắng lựa chọn theo cái nhu cầu của chú. Vâng, thưa các bạn, thì ở ngày Chủ nhật mình sẽ tiếp tục đăng tải một clip để công bố cái kết quả người chiến thắng giành phần thưởng của cặp cá này. Thì các bạn nhớ đón xem nha. Bên cạnh đó thì khi kênh 10.000 người đăng ký á, thì mình sẽ tặng đại trà luôn. Tức là tặng tất cả, ai cũng tới là được tặng thôi. Cho nên hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ mình để kênh mình sớm được phát triển, và cái ngày chúng ta gặp nhau để tặng cá sẽ không còn xa nữa. Cảm ơn tất cả các bạn đã yêu thương ủng hộ trong suốt thời gian qua. Một lần nữa chúc mừng năm mới, gửi lời chào trân trọng tới tất cả mọi người. Cái màn hình của các bạn là cái bầy Nemo phân mảng thẻ F5 của mình đây. Lên màu khá là mạnh rồi nha. Và các bạn nhìn từ trên xuống thì cũng có thể hình dung ra nó cũng chia khúc rồi đó. Đó, khá là ổn nha. Rồi, sẵn đây mình cũng chia sẻ luôn là bên mình vẫn còn cái dòng Nemo thủy sinh nha mọi người. Ai thích chơi theo cái kiểu thủy sinh hoặc là tập ép, các bạn cũng có thể sử dụng cái dòng này. Giá chỉ có 30k một con thôi. Nếu như các bạn lấy từ 15 con trở lên, 10 con trở lên thì giá chỉ còn có 20.000 một con thôi. Những anh em nào ở tỉnh thì ship từ 10 con trở lên nha. Còn những anh em ở thành phố thì có thể tới trực tiếp tận nơi để lựa những con cá mình thích ha. Ok các bạn.